Thưa quý vị và các bạn thân mến, luật sư Đức của Vũ Nhôm vừa cho biết ông Phan Văn Anh Vũ đã đặt đơn xin tị nạn chính trị tại Đức, tại Sứ quán, Đức, tại Singapore và có thể sẽ được bảo lãnh sang Đức tị nạn theo điều luật bảo vệ người trốn chạy, người cần che chở và cấm cưỡng chế trục xuất. Theo thông tin được vị luật sư này thông báo cho Thời báo Đê, hôm 1 tháng 1 năm 2018 với nội dung Xin trích Chúng tôi đã đề nghị với Đại sứ quán Đức ở Singapore cho ông Phan Văn Anh Vũ sang Đức tị nạn căn cứ theo điều luật số 4 ABS của Bộ Luật Tị Nạn Đức. Điều luật này cho phép những người đang bị truy bức có nguy cơ bị án tử hình khi dẫn độ về nước, nhận được bảo lãnh sang Đức tị nạn chính trị Đề nghị nêu trên đã được gửi thẳng tới Đại sứ quán Đức ở Singapore hôm 31 tháng 12 năm 2017 và đang chờ trả lời. Hết trích. Sự việc diễn ra sau khi Bộ Công an Việt Nam hôm 21 tháng 12 đã khởi tố Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm vì hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Đây là lý do rất mơ hồ và nặng màu sắc chính trị này đã buộc chủ doanh nghiệp bất động sản lớn nhất tại Đà Nẵng Phan Văn Anh Vũ phải trốn chạy và bị lực lượng biên phòng Singapore tạm giữ ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại cửa khẩu Tuas của nước này khi định xuất cảnh sang một nước thứ ba. Theo nguồn tin từ một sĩ quan đồng nghiệp với ông Vũ tại Tổng cục 5, xin trích, kế hoạch di chuyển của ông Phan Văn Anh Vũ đã bị lộ lúc tới sân bay Singapore hôm 21 tháng 12 và bị người của Tổng cục 2 tình báo quân đội phát hiện cấp báo về. Đặc biệt, việc Vũ lọt qua được hàng rào hải quan sân bay tại Việt Nam và nhờ vào thẻ an ninh sân bay bốn chữ số mà ông Vũ đã sở hữu trước đó để phục vụ công tác tình báo được đi lại ở bốn khu vực bên trong ga kể cả khu vực đậu máy bay. Vũ đã đeo thẻ này gây ngộ nhận cho an ninh sân bay là đang làm công tác tại đây, hết trích. Ngay sau đó, lập tức các phương án tiếp cận ông Phan Văn Anh Vũ được hoạch định với việc các nhân sự thuộc Cục Đối ngoại V12 và Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Tổng cục 8 thuộc Bộ Công an lập tức được lệnh di chuyển sang Singapore để triển khai lực lượng để bằng mọi cách bắt và đưa Phan Văn Ninh Vũ trở về Việt Nam lúc này cục an ninh điều tra a92 thuộc Bộ Công an Việt Nam chỉ tham gia với vai trò hỗ trợ trong nước vì không có thẩm quyền vượt biên giới hiện nay toàn bộ vụ án Phan Văn Anh Vũ được giao cho cục an ninh chính trị nội bộ a83 Bộ Công an giám sát trong lúc đợi chính phủ Đức đưa ra quan điểm về việc ông Phan Văn Anh Vũ muốn được đến Đức để khai báo và đưa ra các bằng chứng về việc mật vụ Việt Nam đã tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin hôm 23 tháng 7 năm 2017 thì các luật sư của ông Vũ tại Singapore cũng đang gắng sức bảo vệ thân chủ của mình chống lại lệnh dẫn độ mà phía Việt Nam đang tìm nhiều cách để hối thúc chính phủ Singapore chấp thuận một câu hỏi được đặt ra liệu chính phủ Singapore có thể sẽ nhanh chóng chấp thuận dẫn độ Phan Văn Anh Vũ trước khi chính phủ Đức trả lời về đề nghị nêu trên của luật sư ông Vũ hay không nhất là trong tình huống truyền thông báo chí quốc tế từ đài BBC, AFE cho đến nhật báo Czech của Đức và nhất là tờ Straits Times tờ báo uy tín Singapore đã vào cuộc đưa tin công khai về vụ việc này. Nếu trong vụ Dương Trí Dũng Vinasin năm 2012, khi Dũng sắp bị bắt, một lãnh đạo công an đã ngầm báo tin cho Dũng để bỏ trốn, thì Vũ Nhôm có được ngầm báo trước để đào tẩu, và nếu có thì người đó là ai? Đây là một dấu hỏi rất lớn và cũng có thể là rất nghiêm trọng đối với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi Vũ Nhôm biến mất các cơ quan công an đã tìm cách để đổ trách nhiệm cho nhau. Trước câu hỏi của báo chí về trách nhiệm quản lý của công an thành phố Đà Nẵng và việc điều tra Vũ Nhôm tiến hành đã lâu, sao vẫn để ông Vũ biến mất? Phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng Trần Đình Liên giải thích, chủ trì vụ án này là Bộ Công an, công an Đà Nẵng chỉ là đơn vị phối hợp. Ngay vào ngày 21 tháng 12 năm 2017, khi Bộ Công an tổ chức khám nhà đại gia bất động sản Phan Văn Anh Vũ như thể bắt tới nơi. Một trang báo nhà nước là VTC News đã đăng tải một bài điều tra về việc viên thượng tá tỉnh báo công an này đã âm thầm thoái triệt vốn khỏi các công ty mà trước đó ông ta đã góp vốn. Ngay từ tháng 4 năm 2017, khi cuộc xung đột Đà Nẵng còn bất phân thắng bại như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 sửa đổi ngày 26 tháng 4 năm 2017 cho thấy ông Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 650 tỷ đồng tương đương 92,68% vốn. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hưng Phát nay đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Gia Compo. Pháp nhân tặng cựu bí thư thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh xe Toyota Avalon để sử dụng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp thay đổi ngày 7 tháng 4 năm 2017 thể hiện ông Phan Văn Anh Vũ đã rút toàn bộ 40 tỷ đồng tương đương với 80% vốn điều lệ của doanh nghiệp trên. Với siêu dự án vầng trăng khuyết The Sunrise Bay, hai pháp nhân liên quan đến ông Vũ Nhôm là công ty trách nhiệm cổ phần xây dựng 79 và công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 từ ngày 19 tháng 4 năm 2017 đến ngày 28 tháng 6 năm 2017 đã rút 100% vốn tại dự án trên. Bản thân công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 hiện cũng không còn cổ phần của ông Phan Văn Anh Vũ đổi tên thành công ty cổ phần đầu tư và phát triển Trấn Phong. Trừ Dương Chí Dũng khá cập dập mà đã không thể thu vén toàn bộ tài sản tiền bạc. Cả hai trường hợp Trịnh Xuân Thanh lẫn Vũ Nhôm đều có đủ thời gian để tẩu tán rất gọn. Điều đó lý giải cho hiện tượng lạ lùng về tố tụng hình sự và chính trị vào buổi tối ngày 21 tháng 12 năm 2017, khi nhiều tờ báo nhà nước sôi nổi và ồn ào đưa tin, Bộ Công an khám nhà Vũ Nhôm thì lại không có tin tức hay hình ảnh nào về việc đại gia Phan Văn Anh Vũ này đã chính thức bị khởi tố bắt giam. Toàn bộ hình ảnh khám nhà mà báo chí nhà nước đăng tải chỉ là bề mặt ngôi nhà của Vũ Nhôm mà không hề thấy cảnh đại gia này bị công an, áp sát hay tra tay vào còng ở trong nhà. Nói cách khác, Bộ Công an đã bị hố. Trong vụ Trịnh Xuân Thanh cũng vậy, vào khoảng quý 3 năm 2016, Bộ Công an lùng sục khám xét nhà Trịnh Xuân Thanh, nhưng nhân vật này đã ra đi tìm đường cứu nước ai và thế lực nào đã báo tin và giúp cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Đó vẫn là một nỗi đau không thể nói thành lời của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi vào giữa năm 2016, khi tung ra chiến dịch truy buộc Trịnh Xuân Thanh bằng vụ xe Lexus ở Hậu Giang cùng khoản lỗ hơn 3.200 tỷ đồng, thời Thanh làm Tổng Giám Đốc ở công ty PVC lỗ hổng lớn nhất của tổng trọng là đã quên không đóng cửa biên giới đường bộ đường thủy và đường không hậu quả là không chỉ trịnh xuân thanh biến mất chỉ vài tháng sau đó mà vụ biến mất này chắc chắn đã được giúp sức bởi một thế lực đủ mạnh và đủ biện pháp nghiệp vụ để cho tới nay bất chấp nhiều bức bối cùng chỉ trích của cán bộ và tướng lĩnh lão thành vẫn chẳng có một manh mối nào về việc ai và thế lực nào đã bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh đào tẩu khỏi Việt Nam ngay trước mũi tổng bí thư. Sau đó Trịnh Xuân Thanh đã bị truy tố vắng mặt tội tham ô ở công ty PVC. Nhưng với trường hợp thượng tá công an Phan Văn Anh Vũ, trong khi báo chí nhà nước ồn ào đưa tin về rất nhiều dự án mà Phan Văn Anh Vũ đã trục lợi chính sách để có được và làm giàu bất chính. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an lại tung ra lệnh truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ và khởi tố Vũ do có hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Tài liệu bí mật là gì? Vào tháng 4 năm 2017, trên mạng xã hội đã bất thần xuất hiện những tài liệu từ một nguồn ẩn danh cho thấy Phan Văn Anh Vũ chính là sĩ quan tình báo của Bộ Công an, cấp hàm tá, bí số AV75 còn Nova 79 nơi Phan Văn Anh Vũ là chủ tịch hội đồng quản trị lại là công ty bình phong của tổng cục tình báo bộ công an. Trong tay Phan Văn Anh Vũ rất có thể đã nắm được nhiều tài liệu nội bộ thuộc độ mật thậm chí tuyệt mật về những vấn đề nghiệp vụ của ngành công an. Nhưng tài liệu mà khiến nhiều quan chức đang mất ngủ có thể là những tài liệu mang tính bằng chứng về mối quan hệ ngầm trong giới quan chức lãnh đạo những phi vụ Samsonite cách gọi loại vali chứa đầy đô la mà các quan chức lại quả cho nhau hoặc những hình ảnh sống động về giới quan chức đã thác loạn với gái trên giường. Nhìn vị trí nhà vũ nhôm trên bản đồ thành phố Đà Nẵng mà trào nghẹn. 31 tòa nhà nguồn gốc công sản ở những vị trí đắc địa thuộc loại bậc nhất Đà Nẵng đã bị vũ nhôm cướp đoạt. Trong đó có 9 ngôi nhà bên sông Hàn thơ mộng, ở trái sông Hàn có bao nhiêu tòa nhà mà một mình Vũ Nhôm chiếm đoạt đến 9 tòa. Ai đẻ ra Vũ Nhôm? Thể chế này đã đẻ ra Vũ Nhôm chứ còn ai? Thể chế này đã đẻ ra hàng ngàn những nhà tư bản cộng sản cướp đoạt như Vũ Nhôm. Những nhà tư bản cộng sản giàu lên từ cướp đất, cướp đoạt tài sản công, những nhà tư bản cộng sản giàu lên từ bán đất, đai công những nhà tư bản cộng sản giàu lên từ bán tài nguyên công những nhà tư bản cộng sản giàu lên từ rút ruột rút ruột, ruột, ruột tài chính công họ không mang lại cho đất nước một phân ly trí tuệ công nghệ họ là những nhà tư bản cộng sản hoang dã cuộc chống tham nhũng của tổng bí thư nguyễn phú trọng đang được nhân dân ủng hộ khích lệ nhưng ông chỉ bắt được vài chục vũ nhôm ông có cố nữa thì cũng chỉ bắt được vài trăm vũ nhôm ông không thể nào bắt hết được cả hàng ngàn vũ nhôm đã và đang và sẽ sinh sôi nảy nở từ thể chế. Cách duy nhất mà ông có thể tiêu diệt hết giai cấp vũ nhôm là thay đổi thể chế. Bao giờ thì hết giai cấp vũ nhôm? Câu hỏi, rứt dây những ngày cuối năm lạnh giá, rét ngoài trời, còn có áo mà mặc, rét trong lòng, chỉ có nước mắt, đất nước ơi. Với một tình báo viên, thông tin thu thập được luôn có giá trị bởi tin tức đó có thể giết chết một hay nhiều người cũng như sự nghiệp chính trị của họ. Vũ cũng hiểu mình cần thu thập để làm gì, để cứu chính bản thân mình khi tình huống xấu nhất xảy ra. Phan Văn Anh Vũ 42 tuổi, tên thường gọi là Vũ Nhôm. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 là cái tên đang được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng ở Việt Nam tại thời điểm này. Hiện ông Vũ đang bị truy nã toàn quốc vì có hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Được biết trước đó, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh khởi tố và khám xét nơi ở của ông Vũ tại địa chỉ 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nhưng đối tượng chính vắng mặt. Ông Vũ bị truy nã về tội danh cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước là điều rất bất ngờ với nhiều người. Bởi không ai không biết tên tuổi Vũ Nhôm gắn liền với hoạt động thâu tóm nhiều khu đất vàng ở Đà Nẵng được hình thành từ nhà đất công để sau đó biến, hóa, mua bán lại nhằm hưởng tranh lệch giá. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong lúc này. Vậy ông Vũ Nhôm hiện đang ở đâu? Nếu xuất cảnh thì đến nước nào chú ẩn? Xuất cảnh trước hay sau khi sự việc đổ bể? Có ông anh nào ở Bộ Công an bắn tin mật báo cho ông Vũ biết tình trạng cấp bách hay không, đặc biệt là ông Vũ đã làm lộ tài liệu bí mật nhà nước nội dung gì. Nhiều nguồn tin cho rằng ông Vũ là cán bộ sĩ quan cấp thượng tá của đơn vị tình báo Tổng cục 5 Bộ Công an, nếu đúng như vậy thì nhiều khả năng hành vi phạm tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước là có cơ sở và Vũ Nhôm đang bị giáo giết truy lùng ở đâu với một tình báo viên thông tin thu thập được luôn có một giá trị nhất định bởi tin tức đó có thể giết chết một hoặc nhiều mạng người hay sự nghiệp chính trị của họ vũ thừa hiểu mình cần thu thập gì để cứu chính bản thân mình khi tình huống xấu nhất xảy ra đức hay một nước châu âu là lựa chọn an toàn để trú ẩn trong lúc này khi mà các nước sở tại tăng cường nâng cao cảnh giác đối với bất cứ hành động gì của mật vụ việt nam sau khi xảy ra vụ bắt giữ trịnh xuân thanh vũ có điều kiện thuận lợi hơn thanh để dễ dàng nhận ra đồng nghiệp nếu họ đến gần cũng như sẽ thận trọng để không vướng vào mỹ nhân kế để rồi bị đánh thuốc mê vì không muốn về nước đầu thú với nghiệp vụ tình báo vũ không khó làm sẵn cho mình một tấm hộ chiếu với cái tên hoàn toàn xa lạ cuộc sống sắp tới của Vũ không phải lo âu, thấp thỏm bởi sự chuẩn bị chu toàn cũng như từng được đào tạo bài bản qua trường lớp an ninh Việt Nam. Điều quan trọng nhất, Vũ tự tin vì đơn vị cũ không thể cử người đi bắt bởi cán bộ từ trên xuống dưới ngoài tiền lương cứng nhận được từ ngân sách, Vũ, công ty Bình Phong là nơi chi trả thêm phần lương mềm cho họ suốt một thời gian dài. Vậy nên Vũ đi đâu hay về đâu thì những người cùng ngành sẽ không truy xét. Vì họ không muốn Vũ về Việt Nam tự thú như Trịnh Xuân Thanh để cho tình hình thêm nóng như cái lò đang rực lửa. Những khi có dịp gặp lãnh đạo tại phòng làm việc, bằng con mắt nghiệp vụ tình báo cộng với cái đầu lanh lợi Vũ dễ dàng tận dụng phút lơ đánh của thủ trưởng để ghi lại hình ảnh tài liệu hồ sơ trình ký đặt trên bàn do các đơn vị báo cáo. Đối với Vũ, nó là cẩm nang, đồng thời là món hàng đổi chác trong làm ăn. Điều đặc biệt, Vũ có trong tay danh sách mạng lưới tình báo viên cùng danh sách các công ty bình phong và công ty sân sau của ngành công an đang hoạt động ở trong và ngoài nước. Điều mà rất nhiều quốc gia sẽ chấp nhận cho Vũ được hưởng quy chế tị nạn, chính trị nhằm khai thác lợi thế này. Theo nguyên tắc nhiệm vụ để bảo vệ an toàn cho các cơ sở khi một tình báo viên hay một nhánh bị lộ hoặc bị phản, lệnh hủy nhiệm vụ đã được triển khai, một số tình báo viên thân với vũ sẽ bị rút về, một số cơ sở kinh doanh của ngành sẽ tạm thời ngừng các hoạt động nghiệp vụ. Trường hợp bắt giữ Vũ Nhôm lần này, nhiều khả năng nhiệm vụ sẽ được giao cho tổng cục 2 tình báo quân đội thực hiện. Nói về sai phạm thì quan chức nào cũng có, sai ít hay nhiều nào đó. Tuy nhiên, án kỷ luật mà ban chấp hành trung ương xử lý ông Xuân Anh thì nhân dân Đà Nẵng chưa đồng tình. Họ cho là ông thơ phá hoại. Và mafia còn hơn hai ông Vũ và Xuân Anh. Tháng 9 năm 2017, Trung tướng Trần Đăng Yến đã ký công văn gửi ông Huỳnh Đức Thơ về đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp điều tra để làm rõ về vấn đề Vũ Nhôm. Với tư thế là sĩ quan tình báo và có quan hệ nội chính với Đà Nẵng, tôi cho là ông Vũ biết. Tháng 10 năm 2017, Ban chấp hành Trung ương cách chức bí thư Đà Nẵng của ông Nguyễn Xuân Anh, khi đó cũng là lúc gia đình vợ con ông Vũ Nhôm rời khỏi Việt Nam, còn ông Vũ chuyển vào sinh sống ở Sài Gòn là chính. Trước khoảng một tuần kể từ khi có quyết định xử lý, ông Vũ đã bị cơ quan an ninh theo dõi. Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2017, ông Vũ từ Sài Gòn bay về Đà Nẵng. Từ sân bay Đà Nẵng, Vũ đi xe 43B27979, kính đen che kín mít, về khách sạn hàng đầu Đà Nẵng, Crow Plaza do Trung Quốc đầu tư và vào sòng bài của khách sạn này. Các trinh sát an ninh bám theo dõi Vũ từ sân bay đến khách sạn và khi Vũ vào sòng bài thì chờ ở bên ngoài. Qua máy định vị, sim điện thoại mà Vũ đang dùng, công an vẫn thấy xe định vị số điện thoại báo là chủ máy ở trong sòng bài đó. Trinh sát theo dõi bên ngoài sòng bài Vũ chơi suốt đêm 20 tháng 12 năm 2017 đến 16 giờ ngày hôm sau thì xe 43B. 27979 của Vũ đi ra và hướng về nhà Vũ Lúc này các trinh sát nhận được lệnh bắt Vũ và khám xét nhà tại số 82 Trần Quốc Toản, Hải Châu, Đà Nẵng. Khi ập vào khám xe và khám nhà, các trinh sát bất ngờ khi thấy sim điện thoại đang bị định vị của Vũ đang gắn vào một điện thoại rẻ tiền nằm trong xe chứ không phải máy vơ tu mà Vũ hay dùng, còn Vũ thì mất dấu. Tối 19 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2017, lệnh bắt Vũ được an ninh điều tra mang vào Đà Nẵng thì Vũ đã thoát được do đánh lừa được trinh sát, theo dõi và thiết bị định vị. Vũ có thời gian từ một ngày từ chiều ngày 20 tháng 12 đến chiều ngày 21 tháng 12 để ứng phó.